tiếp tục những cây xanh, mục tiêu là phải quay bằng hết đấy, xanh trên hòn đá trong chùa phải quay bằng hết các bạn. Mai chắc gì đã vào đây. Đấy. Đấy, có họ bề thế đẹp thì miễn chê, nhìn ăn vào đá này các bạn, bề quá bề. Mộc cảo lắm rồi, xanh này, xanh to này thôi. Bệ nó bệ đá này, cũng như lọt đá này. Chọn cái chỗ nào lỗi để mình xem. Xanh trực cổ. Đây là cây trúc quyền Nam Điền, Nam Điền trực quyền này. Nam Điền trực quyền đó. Mê lắm các bạn ơi, mê lắm, mê lắm. Mỏi chân mỏi tay quá. Mỏi cả mồm cứ nói chuyện mình các bạn. Nhưng mà cố gắng thôi. Sắp tối rồi. Ra Nam Điền đấy các bạn ạ. Đấy. Tâm trực này, Tân Huyền này. Đấy. Rồi. Chuyển cái khác. Đây. Đây chưa tiện. Nhìn nó hơi rộng. Đó là một cây hướng mặt này. Tiếp theo còn có độ 20 cây nữa là xong đây. Bệ bên đấy mới gọi là bệ gốc C này, gốc C này. Đó, nét đi nào, nét đi nào. Đó, gốc C ngoan nhá. Xe
này, đây tôi hỏi các bác nha, bác thích cái bệ kiểu bệt bệt như này hay là thích cái bệ kiểu như này? Các bác đơn giản một loại hoành tráng này đổi kích cân. Nam Điền đúng phong cách thân bệ của Nam Điền, hơi thiếu tí đây, tiếc quá, phải gắn hòn đá vào đây. Đấy. Đẹp, cái này nói chung là đẹp, phải quá là kỹ rồi, sạch sẽ, thanh xuân. Rồi, đẹp thì vẫn chưa dày. Sang cái cây tiếp theo. Đây, một siêu tác phẩm nữa, mẫu đơn ta. Mẫu đơn được không? 7 á. 7 mà đi đánh 252. Em học đi. Đấy. Bắt đầu sang con xanh này, siêu cây. Đấy, siêu đây. Đây. Siêu. Trong quay ra tối quá kinh khủng, quá kinh khủng, cái cây đại thụ rồi, trong này tối quá rồi đó, cố mà hình dung các bạn nhá, cố mà hình dung. Đây. Siêu cây này để góc vườn, siêu cây siêu chậu đây. Sinh 500 ánh sáng nào, trời ơi tối quá. Sao quá thấy được vẻ đẹp của nó đây. Tính ra phía kia xem nào có khả quan không. Sáng hơn rồi nhưng mà thấy thấy chưa các bác, bao nhiêu tỷ để mua được cây này đây. Kia 2,6 mét, cái biển 2,6 mét cây này, nhưng mà cây này nó cao hơn. Đấy, úi xụt, nó mái nhà đó. Còn này cũng ghê gớm. Hãy subscribe.
quay tiếp theo. Ơ tối quá. Đây, cái này cho nó trọn vẹn. Tối thật chứ không? Không thể nào cứu vãn. Tối thật rồi. Làm sao bây giờ các bạn? Siêu xanh siêu này.